Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a Cầm, com còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha số zalo của mình là 0938773799 và một cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể gửi về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó đó mọi người hãy là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện và đó cho thuận tiện luôn còn đối với những bạn nào đó mà mới và xem cái kênh của mình lần đầu tiên ha thì các bạn cũng có thể bấm đăng ký cũng như là bật chung cái kênh của mình bởi vì mỗi một lượt đăng ký của mọi người như vậy đó mình sẽ tự quy đổi ra một ngàn đồng trên một lượt đăng ký của người mới thì tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại và mình sẽ đi mua những cái thùng mì để mà trao tặng cho những người vô gia cư và tối thiểu nhất là phải là 200 thùng mì mỗi một tháng như vậy để mà dành tặng cho những người vô gia cư ha mọi người ha rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 498 ngày hôm qua Thế tập 498 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Việt Nam tôi yêu và các bạn ngày hôm qua comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Vũ Nguyễn. Cảm ơn Vũ Nguyễn rất rất là nhiều và cảm ơn Việt Nam tôi yêu rất là nhiều luôn. Rồi, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay thì cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á, là do một một chị chị này chỉ tên là Tuyết Muôn chị đã gửi về cái Zalo cho mình và chị gửi về cho mình hình như là cũng ba bốn cái câu chuyện ngắn nhỏ khác nhau ha mọi người ha cái câu chuyện đầu tiên á, là do mẹ chị kể lại nhưng mà mẹ biết được câu chuyện này thông qua bà ngoại là bởi vì cái câu chuyện này nó xảy ra rất là lâu rồi nó xảy ra năm 1000 mà mà cũng phải là mấy trăm hồi đó nó rất là lâu rồi lúc này á, là nói về ở dưới một cái miền miền tây à, dưới quê miền tây Câu chuyện này á là được cả một cái sớm đó biết luôn bởi vì á có một cái dạo thời gian theo như lời của mẹ kể lại đó nha, có một cái dạo thời gian cả một cái ngôi sớm đó đó chìm trong cái nỗi sợ hãi bởi vì mới biết được có là con quỷ nhập tràng. Nhưng mà vào cái thời điểm đó người ta không có dùng ba cái từ gọi là quỷ nhập tràng mà người ta gặp cái gì mà cái hiện tượng nó ghê gớm mà khoa học không giải thích được thì người ta gọi là ma, rồi thấy là hung dữ hơn ma, thấy là ăn thịt người hay là thấy mà hiện hình này nọ rồi đó thì người ta gọi là quỷ. Thì người ta chỉ biết như vậy thôi chứ sau này rồi có phim ảnh rồi có tài liệu thì mới gọi là quỷ nhập tràng đó mọi người. Đó, à, thì cái thời điểm đó đó cái hiện tượng mà quỷ nhập tràng bao trùm cả cái ngôi sớm đó ít nhất cho tới cái câu chuyện này xảy ra đó là cũng phải là hai ba vụ xảy ra trước đó rồi thì khi mà hai ba vụ xảy ra như vậy rồi cái cách mà người ta giải quyết là cái gì đó là sẽ đi thiêu cái xác tại vì thôi mình, mình 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 giải thích luôn ha quỷ nhập tràng có nghĩa là những người mà cực kỳ lớn tuổi à, rồi sau đó là họ mất đi nhưng mà người nhà không biết được à có thể là nằm phơi xương phơi nắng hoặc là chết ở trong nhà trong những góc tối rồi đó mà người nhà không biết được cái bắt đầu á là những cái con quỷ họ mới mượn cái xác đó họ nhập vào và bắt đầu là họ sẽ sinh sống sinh hoạt như bình thường chỉ có con cái là không có đi ra ngoài đường được thôi còn nếu mà đi ra đường mà buổi trưa được luôn á thì đó là con quỷ đó không phải là dữ dằn lắm rồi rồi sau đó là họ sẽ ăn đồ ăn mà ăn rất là nhiều nè ha rồi sau này từ, từ 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 là họ sẽ ăn thịt em bé luôn đó gọi là quỷ nhập tràng ăn thịt em bé À, thì à, trong dân làng lúc này thì cũng không có ai đứng ra giải quyết cả à, chỉ có ừ là thấy vậy xong Cái bắt đầu là sốt à, là, là, là nhốt là xích lại này nọ đồ rồi sau đó là châm lửa là đốt đi đó à. thì cái câu chuyện này xảy ra ở nhà hai vợ chồng kia sau khi mà cũng vài năm trời sau cái lần cuối cùng mà trong sớm cô mới nhập tràn rồi thành ra cũng không có ai nói tới hết và từ từ cái người ta cũng giống như là thời gian trôi qua lâu quá đó, cái người ta nói ôi chắc không có đâu. Nhiều khi hả à, mấy đứa đó hả kiểu như là nó bất hiếu, à nó bất hiếu nó thấy cha mẹ nó à, sắp chết rồi bắt đầu là báo hại nó không có làm lụng được cái nó đồn lên nó là bị quỷ nhập này nọ đồ để mà hả, nó giết cha giết mẹ đó cho nó đỡ gánh nặng chứ không gì hết. À, cái, cái cái kiểu như là cái cái sự thật đó mọi người mà lâu quá không được nhắc tới cái đâm ra nó rất là mơ hồ, mọi người hiểu như vậy ha cái bắt đầu tới hai vợ chồng này cái hôm đó đó thì hai vợ chồng đi làm mới vừa có đứa con đầu lòng cũng khoảng cỡ hơn một tuổi ở nhà thì có bà nội là mẹ của anh chồng đó thì ở nhà để mà chăm con cái năm đó đó là cũng 90 tuổi rồi mọi người cái anh chồng lúc đó đây ảnh cũng đã năm mươi mấy tuổi rồi nhưng mà có con mọn nha à hai vợ chồng bà vợ thì cũng khoảng cỡ hơn 40 tuổi ông chồng năm mươi mấy nhưng mà tới lần 40 tuổi bốn mấy tuổi mới đầu có con cái năm đó con mới được một tuổi mấy thôi là có con ngọn đó thì hai vợ chồng khi mà có con vậy mừng lắm à, mừng dữ lắm luôn bắt đầu là chia nhau ra đi cài đi cuốc này nọ đồ mới để đứa con ở nhà cho bà nội chăm lo mọi người biết không ngày xưa đó thì làm gì có cái vụ mà dầu ăn như bây giờ mọi người dầu à, ăn dinh dưỡng dầu ăn cám gạo hay gì đó không bao giờ có mà người ta xài là người ta xài bằng mỡ người ta sẽ thắng mỡ lên mỡ heo này nọ được người ta thắng lên để mà người ta xài thay thế dầu ăn À, thì lúc này ở nhà mới làm một cái cái mới gọi là một cái phải là cái can mà gọi là một cái chum đi mà gọi là cái chum đi nó nó bự bự như vậy nè đó là một cái can mở như vậy để mà xài trong vòng 3 bốn tháng hết xong mình đi thắng tiếp khỏi mất công mua đúng không kiểu như vậy thì mọi người có thêm có nghe thêm mấy câu gọi là chó treo và mèo sẽ đậy à thì ở nhà lúc đó thì không có mèo chỉ có chó thôi thành ra đó là mới treo cái hũ lên mới bắt cái dây kẽm này dây nọ đồ phải đồ để treo cái cái cái, cái hũ lên như vậy thì cứ một hai ngày cái bắt đầu quay về một cái thì thấy cái hũ mỡ nó rất là nhiều nha nó rất là đầy nó bự còn hơn cái hũ khô gà của mình nữa nha cứ đi làm một hai ngày về cái thấy hũ mỡ nó 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 rớt còn có một miếng nó mất miếng đi mà nó mất rất là nhiều nha thì anh chồng anh cũng để ý mà cũng cũng không nghĩ gì đâu cái cũng đi ra đi làm xong hai ba ngày về cái bắt đầu thấy còn nửa hũ cái anh chồng anh mới nói khéo với bà nội nói má má mốt má nấu đồ ăn má xài ít ít mỡ thôi không phải là con keo kiệt gì nhưng mà mở mỗi lần thắng mỗi lần khó mà mua ở ngoài nó cũng mắc tiền à, con cũng mới đẻ con thành ra là mình cũng tiết kiệm chi tiêu này nọ được kiểu như vậy đó để mà sắm sửa cho con nhỏ nó bằng bạn bằng bè sắp tới nó còn đi học nữa mới nói khéo như vậy thì bà bà cũng ừ ừ nói, bà cũng ừ ừ ừ thôi nhưng mà cảm thấy nó rất là lạ bởi vì cái đồ chiên đồ xào mà nếu mà xài mà cái mức mỡ đó nha mọi người gọi là dầu ăn mỡ rồi đó dầu mỡ mà nhiều quá là mình ăn vô mình cảm nhận liền là nó rất là ngán và nó béo dữ lắm nhưng mà tại sao ăn á, thì vẫn bình thường nha à, ăn á, thì vẫn bình thường mà tại sao mà cái, cái hũ mỡ nó cứ sụp sụp xuống hoài cái ổng cứ đi làm thêm khoảng cỡ ba bốn ngày nữa đi về thấy cái hũ mỡ hết trơn à thấy hũ mỡ hết trơn luôn bắt đầu chắc không phải là do má mình rồi chắc là có con mèo mình sợ con chó mình mới treo nhưng mà con mèo thì mình treo nó đâu có tác dụng đâu thành ra bây giờ nó ủa má má bộ má có nuôi mèo hay gì á má à, nếu mà má nuôi mèo á, má coi má coi kỹ kỹ chứ đừng để nó vô nó liếm cái hũ mở hết trơn à mỗi lần làm mỗi lần khó con tính là hũ mở đó con xài là cũng phải là năm sáu tháng mà bây giờ gì đâu mà mới có nửa tháng trời hết trơn hũ mở rồi trời rồi mai phải đi làm tiếp à, thì bà cũng lúc này cũng ờ ờ ờ À, thì lúc này anh chồng anh mới đi nó sao kỳ vậy ta sao má mình bình thường thì bà cũng nấu dữ lắm chứ mà sao bây giờ á, mình hỏi cái gì mình nói cái gì tới bà cũng ờ ờ ờ không mà cái bắt đầu mới bàn lại với vợ thì bắt đầu á chị vợ chị mới nói nữa anh ơi à đâu cái độ mà lúc mà anh mà mới về cưới em anh nhớ không độ đâu hai ba năm trước đó ở trong làng của mình trong xóm của mình nó có cái vụ gì mà quỷ gì mà quỷ nhập nhập cái gì đó anh không biết uh, má mình có bị vậy hay không thì anh chồng anh nghe như vậy thì mới đầu anh nghe đó nha thì anh cũng bực nó em em đừng nói bậy bạ má mặc dù là má lớn tuổi năm nay má cũng 90 rồi uh, nhưng mà thật sự thì má thấy cũng minh mẫn lắm thấy má không má chiên đồ má làm đồ ăn này nọ mới giữ nhỏ cũng mập mạp trắng trẻo kìa chứ có gì đâu thì lúc này bà vợ cũng nói thêm nói ừ anh ơi em thì em không có nói gì nhưng mà Uh, má thì má nuôi con mình thì em thấy cũng được đó má thấy nuôi thì cũng uh, tốt lắm nó thấy cũng mập mập trắng kẻo đó nha nhưng mà sao em thấy má nuôi con mình mà giống như là má nuôi heo vậy đó em nói vậy là em nói sao nuôi heo là sao đó thì anh thấy không người ta nuôi heo người ta cho ăn cũng đầy đủ cái lâu lâu người ta hay ra người ta rờ rờ cái ta kêu uh, mập quá rồi đọ đồ cái ta nhìn người ta chẹp chẹp miệng giống như là để dành tới nuôi con heo tới tết xong rồi quay lên để mà cả cả gia đình ăn kiểu như vậy đó thì bà vợ này mới nói lâu lâu em thấy em thấy má cứ lại mà nựng nựng cháu mình mà cái nước miếng cứ nhiễu 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 xuống kìa. Thì trời ơi thật sự em cũng đâu có dám nói với anh em cũng ngại lắm nhưng mà thấy kỳ kỳ sao á cho ăn thì cũng cho ăn nhưng mà lâu lâu lại nựng má cái rờ người rồi cái miệng cứ chảy rồng 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 nước miếng vậy nè. Ờ à, thì khi mà nói lại với anh này rồi thì anh này mới để ý đó rồi lúc này anh mới làm thêm một cái keo mỡ nữa à một cái keo mỡ đầy nữa anh để lắm mà lần này á, cái mức độ nhiều hơn Hồi nãy mình nói là cái gì? Là mới có gần một tháng trời cái hũ mỡ nó hết đúng không? Còn bây giờ á, là chưa tới một tuần lễ nữa Cứ mỗi ngày đi là nó hút một miếng Cứ mỗi ngày đi là nó nó, nó bớt lại một miếng Nó nó rụt lại một miếng Cứ đúng chưa tới một khoảng cỡ 6 ngày thôi Là cái keo mở đó là sạch bóng luôn Không nói gì nữa hết trơn á Lúc này là im luôn, không nói gì nữa Mấy bạn bây giờ nói anh bây giờ á Mà em bây giờ á, sáng nay á, mình nói á Là mình không có đi làm nữa mà mình ở nhà tại vì không có ai mướn mình làm đồng hết trơn Mình ở nhà Thử coi coi làm sao Đó Thì cái hôm đó ngồi ở nhà cũng canh chừng hết Cũng ngồi cũng canh kế bên này nọ đồ Nhưng mà khi hai vợ chồng ở nhà thì Cái người bà nội đó bình thường à Không có làm cái hành động gì kỳ lạ hết Chỉ có cái là thấy hình như là không có được hài lòng là Làm cái gì cũng dằn mâm sắn chén này nọ đồ cái qua ngày hôm sau hai vợ chồng lại tiếp tục bàn kế hoạch nữa là sẽ đi làm nhưng mà sẽ quay trở về để mà rình thì khi mà quay trở về rình như vậy nha Thấy rõ ràng luôn nha Y như lời của bà vợ nó luôn Lại cũng đút cho cháu ăn vậy đó mình Ăn đi con, ăn đi con Ăn xong cho ăn no Xong cái đứa nhỏ đang ngủ đó Cái bà lại bà rờ Mà bà lấy cái ngón tay này Bà rờ từ trên bà rờ Xuống dưới bà rờ Lên trên nha Bà nựng 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 Mà bà dỗ dỗ gì Giống như mình nói là dỗ heo vậy đó Có thịt có chắc không vậy đó Bà dỗ 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 vậy nè Mà cái miệng mà cứ liếm liếm Mà nước miếng mà nhiễu nhiễu nhiễu, nhiễu vậy nè cái bắt đầu rờ cho đã kiểu như thèm quá đó mọi người mà kiểu như là không có ăn được lý do tại sao thì không biết giống như là để nuôi cho mặt mà ăn sao hay sao đó rờ cho đã thèm quá đi ha lấy cái tay nè họ lấy cái áo bắt đầu là quẹt quẹt nước miếng xong rồi cái lại đứng ngay chỗ cái hũ mỡ mọi người đứng nhón lên như vậy nè mà cái lưỡi lè ra hơn một gan tay bắt đầu liếm mỡ giống như liếm cho đã thèm vậy đó à liếm cho đã thèm liếm liếm xong nó hút còn nó 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 đục ra còn khoảng cỡ một hai phân gì đó ha cái bắt đầu là ngồi xuống trở lại lấy cái tay dặn dặn cái kèo lại ngồi xuống cái bắt đầu nhìn đứa nhỏ tiếp đó à, là cứ như vậy đó ha rồi lúc này hai vợ chồng thấy cảnh tượng đó là biết rồi à thậm chí hai vợ chồng là cái người đã từng không tin cái chuyện mà ừ là một hai năm trước có vụ quỷ nhập tràn này nọ được như nãy mình nói đó không tin luôn á mà bây giờ thấy trước mắt như vậy rồi In, 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 in. đi vô trong làng à lúc này mới hỏi lại mới dở lại ừ là ngày xưa những câu chuyện vậy vậy rồi cách chữa trị sao 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 vậy đó thì người ta mới nói đó giờ tôi đâu biết đâu người giờ vậy rồi thôi thì uh, cũng lớn tuổi rồi thì tôi nói cái này tôi nói đó tôi rồi tôi đi lên trên xã tôi vô chùa tôi vô triền rồi đó thì tôi hỏi sư thầy rồi thì sư thầy người ta nói như vậy là thân chủ người nhà đó nha là bà nội là đã chết rồi đó thành ra nói vậy đó để mà cho mày đỡ sót tao kêu bây giờ không lẽ giờ mày giết bà nội mà giết má mày mày giết không được đó nhưng mà thật sự là má mày chết rồi má mày chết mà đổ tới bây giờ thì chắc cũng phải lâu lắm rồi đó bây giờ cái người mà đang ở nhà là con quỷ đó chứ không phải là má mày đâu bây giờ cách duy nhất bây giờ mày làm sao đó nha ờ mày dọn thu gọn đồ đạc sao sao đây cái nào cần thiết thôi mày đưa đứa nhỏ ra khỏi nhà rồi mày cột bả lại mày châm mày châm lửa mày đốt thôi ở ờ, còn cách đó thôi chứ, chứ mày đừng có thương bả gì hết trơn á đâu phải còn là má mày đâu quỷ rồi mà thì anh chồng á ảnh nghe như vậy thì ảnh cũng rất là đắn đo mọi người nghĩ đi mặc dù biết cái đó là quỷ nhưng mà trước mắt mọi người là hình hài của má mình tay chân mặt mũi là của má mình đó À, mặc dù biết là, là là trong cái cái hồn không phải là má mình nữa nhưng mà người có nở ra tay hay không cũng cắn rất lắm nhưng mà bà vợ bà ở cái bên thì bà cũng nói đó anh ơi bây giờ để vậy hoài đâu được mà bây giờ ví dụ như mình về mình nói mình chỉ mặt mình nói đó thì giống như là bức dây động rừng rồi lỡ bà lại rồi bà cạp con mình bà cắn con mình này nọ đồ sao mà cái ông kia ông cũng nói rồi đó bà đâu phải là má mình nữa bà là con quỷ chứ em thì em cũng thương má lắm đó nhưng mà còn con nữa anh ơi không có được đâu À, rồi lúc này mới quay về à cũng quay về cũng là bình thường luôn tối đó bắt đầu cho bà này bà vô giấc ngủ thì khi bà vô giấc ngủ rồi ở đây bắt đầu thu dọn đồ đạc là chỉ những cái nào cần thiết thôi quần áo là để lại hết đó mới ẩm đứa vỏ bồng ra ngoài xong bắt đầu là ở đây bắt đầu kêu dầu mọi người hai dòng hôi nọ rồi đó bắt đầu đổ vòng 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 là đốt căn nhà luôn thì khi mà đốt như vậy nha với cái sự chứng kiến của ba cái người này và còn thêm bốn năm người hàng xóm người ta phụ nữa đó nha quăng củi rồi vô đốt đó nha thì đang đốt như vậy nè không có hề mà nghe tiếng rào rú cái gì hết trơn đó nha nhưng mà nhìn thì thấy bà nội đang đứng ở trên cái nóc nhà mà nhìn à đứng ở trên cái nóc nhà đó và đứng với nhìn mà nhìn cái cặp mắt nó rất là ghê mọi người cặp mắt nó rất là ghê luôn nha à, rồi sau đó là cũng cũng lửa thì cũng xong rồi nội rồi nhưng mà cái mức độ lửa như vậy thì chắc chắn là không có thiêu nổi cái xác rồi đó tới khi mà lửa dập xong hết rồi thì vô đó là giống như là một cái xác chết khô của 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 bà nội đó à của má anh này đó nhà rồi tới đó bắt đầu người ta mới hè nhau bắt đầu là người ta mới đi kiểu như bỏ vô trong quan tài à bỏ vô trong quan tài tại vì cái thời điểm đó thiêu cũng rất là khó bỏ vô trong quan tài bắt đầu là chôn cất này nọ đâu à rồi hai vợ chồng bắt đầu là cũng đi làm lụng để dành tiền để mà đi dựng cái căn nhà khác để mà ở à, thì cái câu chuyện nó cũng kết thúc ở đó luôn và trong cái câu chuyện này không có hề có có sự tham gia của thầy pháp hay cái gì cả bởi vì cái thời điểm đó đó ngày xưa đó nha thầy pháp kiếm rất là khó À, kiếm rất là khó người ta thường người ta tu luyện ở trên núi hay sau đó rồi cũng có một cái thời gian thì nhà nước mình cũng cấm những cái vụ thầy bà cũng rất là căng đâm ra là rất là ít cái sự xuất hiện của những người thầy và ở đây những ở trong xóm này người ta gặp sao thì người ta chị vậy thôi à chứ người ta cũng không có biết cái cách nào mà nó tốt hơn ha, mọi người ha rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên cho chị tuyết buôn chị gửi về và đây là cái một cái mô tiếp chuyện thì nó cũng khá là quen thuộc về cái vấn đề mà quỷ nhập tràng riêng bản thân mình trong kênh của mình thì mình cũng kể khá là nhiều rồi mình cũng kể cũng mười mấy hai chục cái câu chuyện về quỷ nhập tràng ha mọi người ha rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai cái câu chuyện thứ hai này thì nó xảy ra gần đây thôi cái cái thời điểm đó đó thì nhà chị đó thì cũng có kinh doanh ở trong chợ thiết à, thì chợ thiết có nghĩa là cái chợ ở sài gòn của mình là khá là nổi tiếng về cái việc bán vàng à bán vàng và nọ đầu thì không biết có chị này có bán vàng hay không ha thì cái lúc đó khi mà chị làm như vậy chị nói á là chị rất là được lòng những người ở trong chợ à kiểu như là bạn hàng với nhau thì cũng rất là vui vẻ thì hôm đó khi mà để dành được một cái một cái số tiền cũng kha khá rồi đó thì chị mới hỏi với người trong chợ nó ừ ở đây có chỗ nhà nào mà bán không chứ bây giờ á, ở cái nhà khi chật quá kiểu như vậy thì những người ở trong đây người ta nói trời ơi dân người ta ở chợ này là người ta ở chung cư kế bên nè nhưng mà mình xin phép mình giấu tên chung cư nha đó thì ở toàn bộ người trong chợ ở trong chung cư không mà không mấy ở bển hình như tao nghe nói đâu cũng còn hai ba căn gì đó mày qua bển mày coi ở được không nó trời ơi người ta nói ở chung cư nó tiện lắm chứ bây giờ hơi đâu mà mua nhà mặt đất rồi, nhiều khi cướp bóc mày nọ đó mệt nữa. Ở vô ở chung cư đi có mấy chị nè, rồi tao hứa với mày luôn. Nếu mà mày mua chung cư mà ở chung với tụi tao đó là mỗi đứa tụi tao là sẽ tặng cho mày một món đồ ngày tân gia, mày khỏi cần mua cái gì hết. Muốn tivi tao mua tivi, muốn tủ lạnh tao mua tủ lạnh. Dân chợ thiết mà mọi người, dân là cũng giữ vàng, dân bán vàng đâu mà đâu có ngại mấy vấn đề đó thì nghe vậy thì cũng được ha bắt đầu mới nói với mẹ nó ừ thôi chắc uh, lên chung cư ở coi làm sao và ngưng lại ở đây nha mẹ của chị là một cái người là tin có ma nhưng mà không có hề biết sợ ma nha khá là dạng dĩ trong cái vấn đề tâm linh luôn rồi cũng khoảng tầm một tháng thôi sau khi mà chọn lựa giữa hai ba căn thì cũng chọn được một căn đó rồi cũng vô cũng sơn phết này nọ được cũng rất là vui vẻ mọi người rồi cái ngày tân gia này nọ đồ trời ơi ta nói ha là đúng thật sự luôn là chị này là chỉ có bỏ tiền ra mà mua gạo mua này mua nọ thậm chí á từng cái bếp ga cái tủ lạnh này nọ đồ ha những cái vật dụng mà cần thiết á là người ta tặng hết trời hàng xóm dễ thương vô cùng luôn mọi người tivi đầu máy này nọ tất cả mọi thứ người ta tặng hết trơn luôn thì cái lúc này đó là có một người cái bà này bà mới đi vô á là à, bà mới tặng một cái ghế bố bởi vì bà này bà không có được khá giả bởi vì bà không bà ở trong chợ thuyết luôn nhưng bà không có bán vàng ở chổng mà bà chỉ bán những cái kiểu như bán cơm đó bán cơm bưng đi cho những người trong chợ thiết á à, nhưng mà cũng thân thiết thành ra là bà mới tặng một cái ghế bố và cái ghế bố này nha lúc mà bà tặng không phải là một cái ghế bố cũ mà là có một cái ghế bố mới đàng hoàng có bọc bao ni lông này nọ coi như là còn siêu còn tem còn mát đàng hoàng à là cũng cũng là của một cái thương hiệu cũng khá là nổi tiếng luôn bà tới bà tặng như vậy thì rất là yên tâm thì khi mà tặng như vậy xong rồi cũng ở hai ba ngày cũng vui vẻ xong nha bắt đầu tới cái ngày thứ ba thì chị thì chị nằm ở trên cái ghế bố tại vì cái phòng thì để cho mẹ với lại chị cũng muốn nằm ở ngoài cho thoải mái và cái ghế bố nó cũng êm nữa chị đang nằm ngủ trên cái ghế bố đang nằm ngủ vui vẻ như vậy ha tự nhiên cái chân của chị nó bị hất cái chân của chị giống như một cái ghế bố mọi người tưởng tượng là mình sẽ nằm mình sẽ nằm dọc với cái ghế bố như vậy thì cái chân của chị nó bị hất qua bên phải thiệt là mạnh thành ra là cái đầu của chị nó cũng hất theo à, giống như là cái chân cái, cái 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 đầu nó sẽ qua bên trái và cái chân nó sẽ qua bên phải nó bị xéo đó thì cái đầu của chị cũng lọt ra khỏi ghế bố và cái chân của chị nó cũng lọt ra khỏi ghế bố luôn là gần giống như là chị nằm ngang qua cái ghế bố luôn vậy cái chị mới hết hồn chị giật mình chị ngồi vậy chị, ngồi dậy xong cái chị nhìn xung quanh kia ủa kỳ vậy ta không lẽ mình mớ à không lẽ mình mớ sao kỳ vậy ta nhìn xung quanh cũng không có gì cái chị cũng nằm xuống cái ghế bố thêm lần nữa cũng đang mới vừa ngủ đâu được hai ba phút cái nó giục cái chân gì nữa mà lần này là nó giục cái chân qua bên trái thì khi mà nó giục cái chân qua bên trái thì cái đầu của chị nó sẽ bị lắc qua bên bên bên, bên phải kiểu như vậy đó đó à, giục rất là mạnh nha giục rất là mạnh luôn giục một cái như vậy đó chị ngồi vậy một cái mà lần này là lần thứ hai bắt đầu là chị nổi da gà cục cục rồi à bắt đầu chị nổi da gà cục cục rồi nha bắt đầu chị không có ngủ trên ghế bố nữa mà nửa đêm nửa hôm thì mình cũng cũng không có biết kêu cứu ai đúng không 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 có dám vô vô nói mẹ nữa kệ nằm dưới đất luôn à lấy tấm mền trải dưới đất nằm ngủ sáng mai tính thì uh, sáng mai đó chị mới hỏi mẹ mình ờ mẹ tối qua con ngủ cái bố con bị vậy vậy vậy, vậy đó là sao thì mẹ chị là một cái người đã đã tin ma mà không sợ ma có nghĩa là người ta có kinh nghiệm về ma thì người ta mới như vậy thì người ta nói rồi xong rồi đó cái ghế bố này là chắc là 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 uh, của người chết hay là sao đó nha chứ bắt đầu chị cũng cãi chị nó không có đâu cái bà trời ơi cái ghế bố này là bố của uh, bà tám bà bán cơm trong chợ mình đó để bà tặng tại vì bà không có điều kiện bà tặng cái bố mà lúc bà đem tới con thấy trời ơi còn bao ni lông này nọ đồ luôn á mới tin nè à, còn cái cái mạc này nọ luôn á mà bả thì bả được lắm trời ơi bả trời mình mối của bả mà dễ gì bả dám tặng cho mình ba cái ghế bố bậy bả được cái mẹ mới tật miệng mới nói trời ơi mày ơi cái xã hội này bây giờ thượng vàng hạ cám biết đâu mà lần thì đây có gì để có dịp mà hỏi bả coi làm sao nhưng mà thôi giờ trước mắt dẹp đi dẹp mấy cái này đi đem đi ra ngoài bãi rác dục đi chị đó thì chị thấy ổn cái thứ nhất đó, là chị thấy ổn cái thứ hai nữa thì chị cũng không có tin vô lời của mẹ mình Tại vì, trời ơi, cái ghế bố mới còn bao ni lông này nọ đàng hoàng. Mới tin mà khi mà chị nằm lên mà chị còn nghe cái mùi keo nữa. À, cái mùi keo của đồ mới rõ ràng như vậy thì chắc chắn không phải là ghế bố cũ. À, <laughs> chị nói, thôi mẹ ơi, à, bây giờ à, đem dục thì cũng ổn quá. Thôi bây giờ à, cứ gấp đi, gấp lại xong rồi để đằng sau hèn ở chỗ cái giếng trời đó. Để đó tạm đi rồi coi bữa hai bữa nữa gặp à, bà bán cơm đó, hỏi bà kỹ coi. Coi bà xác nhận sao rồi mình dục sao chứ không phải là tiết tiền gì nhưng mà đồ mới vậy, dục vậy tội chết luôn á à, thì nó ừ, thì mày làm sao mày làm thì miễn sao mày đừng nằm mới chết rồi mày nằm mới chở rồi, có ngày nó nhập vô mày luôn đó con đó là dạ dạ rồi ok ok ha thì à, cũng lo bán buôn ra mày chở bán buôn thì cũng không có gặp bà kia cũng không có hỏi làm gì cái bắt đầu hai ba ngày sau bắt đầu là trời bắt đầu nó có chuyển mưa à, thì à, mẹ cũng coi thời tiết dự báo thời tiết rồi nội đồ cũng tính là có mưa cái bắt đầu chiều hôm đó bắt đầu là mưa à mà nó mưa là nó cũng mưa lớn nha nó mưa rất là lớn sau đó bắt đầu nó mới lâm lâm lại Thì khi mà mưa lớn như vậy á, là mẹ mới đi ngay chỗ mà cái sàn lãng Mà ngay chỗ cái giếng trời trong chung cư đó Thì à, mẹ mới thấy á, là nước nó có chảy vô À có nghĩa là từ cái giếng trời nó tạt xuống Thì mẹ mới đi mẹ lấy những kiểu như là những cái tấm gián hay là làm sao đó Để mà mẹ che chắn đầu lại để cho nó đừng có văng vô Thì khi mà mẹ đang che như vậy đó Thì mới thấy cảm tượng gì mọi người Rõ ràng hôm bữa khi mà gấp cái ghế bố lại bỏ ra đằng sau mình gọi là đằng sau hè đi cho nó 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 dễ đi. Thì để đằng sau hè như vậy rõ ràng là nó đã gấp lại rồi. À nhưng bây giờ khi mà mẹ đang che chắn mẹ để ý á, thì cái ghế bố nó được banh ra. Thì mẹ còn nghĩ ở trong lòng nó sao con nhỏ này nó lì dữ vậy trời, nó ý, là nói cái chị gửi chuyện nè. Đó à, chị Tuyết nè, nó sao nhỏ này nó lì dữ vậy trời. Đã nó là không có cho nằm nữa mà sao bây giờ banh ra nằm. Mà banh ra nằm thì thôi banh đem vô trong nhà nằm tự nhiên không nằm ngoài đây làm gì Nắng nôi mưa gió rồi nọ đồ Cái mẹ cũng kệ luôn nha tại vì hai tay thì đang kiểu như là ginh cái tấm dáng vậy nè mọi người Cái mẹ đang kê kê Thì khi mà mẹ kê cái tấm dáng á là cái tấm dáng đã che cái tầm mắt của mẹ rồi Mẹ không còn thấy cái ghế bố đó nữa Mẹ đang che che như vậy mẹ nghe Lạnh quá à. Đưa tôi vô nhà đi Tôi lạnh quá à mẹ sợ không để mẹ làm gì mẹ sợ nhưng mà cũng kiểu như hơi hết hồn cũng hơi là kiểu như là da gái cũng nổi nổi nổi, nổi chút xíu thôi đó cái bắt đầu là mẹ cũng để cái tấm giấy đó nhưng mà mẹ lú cái đầu rồi mẹ dòm thì khi mẹ lú cái đầu ra mẹ giờ mẹ thấy thấy có người thanh niên đó cũng là cũng là một cái thanh niên tầm khoảng cỡ 30 mươi đổ lại thôi mọi người á đang ngồi trên cái ghế bố đó mà ngồi cái tướng mà cái tướng mà lạnh đó mọi người cái tướng mà ngồi mà co ro vậy nè À, có đó, rung mà thấy rõ ràng hai cái vai của người ta mà rung 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 như nè tôi lạnh quá tôi lạnh quá đưa tôi vô nhà đi đó là mới nói như vậy à, thì mẹ mẹ đâu có sợ mấy mấy cũng là bắt đầu là việc ai nấy làm đó mới coi ừ là mày rên kệ mày còn tao làm kệ tao chứ giờ tao không che nó tạt nước vô cũng vậy nè mẹ kệ luôn đó nha à, là mẹ cũng che chắn xong cái mẹ đi vô một nước luôn không có thèm để ý gì hết trơn rất là dữ dằn luôn ở cho tới tối hôm đó dẹp sập ngoài chợ xong về cái mẹ mới nói đó, ê nói mày nghe nha cái ghế bố là có ma thiệt nha thì chiều tao mới thấy đó nó mới hù tao mà làm những tưởng tao sợ hay gì đó nó rên rỉ nó nói nó lạnh lẽo cái gì tùm lum tùm la hết trơn đó nha là dông là dông nam nó ngồi mà tao thấy rõ ràng đó thì chị rất thật sự lúc này chị cũng nói nó thôi mẹ ơi mẹ nói vậy đó, để bà tám bán cơm ở buồn đó con nói với mẹ là hôm bữa đó là là là, là bà tặng là bà còn tem mát còn bao ni lông đàng hoàng luôn là đồ mới nhiều khi ấy, mẹ lớn tuổi rồi mẹ có nhìn lầm hay không chứ để nghe vậy bà tám bà buồn mà sáng giờ con buôn bán con cũng quên mất tiêu để con kiếm bả rồi 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 để bây giờ là ngày mai đó là con đi ra ngoài con kiếm bả con hỏi chuyện bả cho rõ ràng nè có gì mình tính sao thì đi ra ngoài đó à, sáng hôm sau nhớ ha, bắt đầu là cũng kêu cơm kêu cơm tới bà cũng bưng cơm tới xong mới cái là hỏi chuyện bả nói y bà tám cái này thì tôi nói thì nó cũng hơi kỳ nhưng mà à, hôm bữa mà bà tặng tôi cái ghế bố đó là đó là cái ghế bố mới phải không tại vì hôm bữa tôi thấy ghế bố mới rõ ràng đó nhưng mà bà già tôi nè thì bà nó mới nói là bà thấy có ma gì trên ghế bố đó tôi ngại quá chèn luôn nhưng mà thôi thì tôi hỏi bà tôi hỏi bà bà trả lời để tôi biết đi chứ thì tôi tôi khoái ghế bố đó dữ lắm luôn ha đó thì bà tám bà nói ơ có nha trời ơi trời ơi bà là mối tôi đàng hoàng tôi tặng bà tôi tặng đồ mới nha bây giờ không tin tôi với bà đi ra ngoài chỗ tôi mua rõ ràng tôi mua ngoài cái sạp đàng hoàng luôn á đồ mới đàng hoàng đó mà à thì bắt đầu hai người này bắt đầu mới đi ra ngoài sạp thì khi mà đi ra ngoài sạp như vậy đó cái bà tám này bà chặn đầu trước luôn à giống như là bà giống như là bà bị bị quê đó mọi người bà ra ngoài sạp bà chặn đầu trước bà chửi luôn bà chửi tùm lum hết trơn nó ơi bà kia bà bán bữa bà bán tôi cái ghế bố này nọ rồi ơi tôi về tôi tặng tân gia cho người ta ta nằm tôi bị ma đè tùm lum hết trơn bị ma bóp cổ tùm lum, lum la hết trơn á giật đầu tùm lum tùm la la hét um sùm ở trong nhà hết trơn đó bà coi bà tính sao đồ này phải đồ mới không mày nọ đồ rồi khi mà nói ra cứ tưởng là mình chặn đầu chơi như vậy thôi mình chặn đầu để cho bà kia bà nói làm sao bà nói để mà cho mình biết là ghế bố mới nhưng không cái bài chủ kia bà là chị ạ à, hai chị hai chị đi vô vô hai chị đi vô đừng có la la chỗ trời chỗ ơi, trời ơi, em buôn bán tội nghiệp mày nọ đồ đi vô mới nói thiệt ra nói trời ơi nói nào ngay em cũng xin lỗi thôi bây giờ em sẽ đền tiền lại cho chị gấp hai gấp ba lần cái ghế bố đó luôn thì uh, nói nào ngay hôm bữa em đang ngồi em bán gì nè thì em thấy có bà bán dây chai bà đẩy ngang bà đẩy cái xe đẩy nhỏ nhỏ đó mọi người bà đẩy ngang cái em thấy ở trên đó có cái ghế bố mà sao mà nó mới quá nó mới quá cái em mới quắt bả vô em hỏi mua trời ơi bả bán em có 300 trăm ngàn ha bả em có 300 trăm ngàn mà em thấy cái ghế bố này mình về mình chà giặt xong mình mua ba đi lông mình siêu mình lấy đại cái tem mát nào mình móc vô mình bán trời ơi bán cái chín trăm triệu triệu mấy người ta cũng mua vậy thành ra em mới mua thì khi mà mua xong mới hỏi bả bả lụm ở đâu mà cái ghế một cái bố, bố còn mới chát vậy đó thì bả nói là của cái đám ma à, bà cô nói là của cái cái đám ma nhiều khi là người ta đem về người ta tẩm liệm hay làm sao đó cái gì người ta mua cái bố mới mà người người ta tẩm liệm xong cái bắt đầu người ta dục luôn chứ người ta không có có có, có để lại đó thì bà mới hớt bà mua bà mua có 50 000 ngàn đó đó thì bà này bà tham cái bà bán đồ bà mới tham bà đem về bà siêu bà làm bà trà bà giặt rửa hay sao thì không biết đó là cái nghề của người ta người ta có cái nghề mà thì mới bán lại cho bà tám bà tám mới đem mới tặng cho chị tuyết là như vậy trời ơi la mà chửi chửi thì thôi nhé luôn chửi tùm lum hết trơn lắm rồi lúc này đó nha thì chị tuyết á là chị mới biết rồi xong mẹ mình nói là thiệt cũng thấy có lỗi tại vì không có tin vô cái chị cái sự mà gọi là có kinh nghiệm về ma của 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 mẹ rồi lúc này mới về mới kể lại cho mẹ nghe đầu đuôi ha bà kia bà cũng đền tiền á thì bắt đầu mới đem cái ghế bố đem đi dục đó thì mẹ là cái người đem đi dục luôn thì ngưng lại ở đây câu chuyện nó vẫn chưa kết thúc theo như cái chị Tuyết này chị nói đó Sau cái vụ đó rồi đó nha Chị có đi tìm hiểu á Thì chị nghe được Chị biết được những người mà có kinh nghiệm ta nói đó Khi mà mình đem một cái vật gì Mà có ma về nhà và mình bị chọc Và mình muốn đem đốt bỏ cái 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 đồ đó Ví dụ như là trong câu chuyện này là cái cái bố Thì mình phải rải đồ Mình sẽ mua những cái đồ giấy tiền vàng bạc Kẹo theo là cướp chuột Những cái đồ mà mình hay cúng đó nha mình rải từ nhà mình rải ra ngoài cái đống rác hay cái đống mà đó rồi sau đó là mình khấn nhang mình mới đốt lên À, mình đốt cái ghế bố hay mình đốt một cái vật gì đó đó thì lúc đó cái hồn ở trong nhà họ mới đi ra khỏi nhà và họ mới đi theo cái vật đó à, nhưng lúc này khi mà về kể rồi xong mới bắt đầu mẹ mới nói đó thấy chưa tao nói rồi mày cãi ra, đôi, à, này, đó thôi là coi phụ phụ tao kinh cái bố đem dục đi là nói tiếng trước tiếng sau là ôm cái ghế bố là đem xuống ở dưới lầu bắt đầu đem ra gốc cây là dục luôn á đó. Đó là coi như là trăm dầu là đốt bỏ luôn á không có cúng kiến mà khấn cái gì hết gặp mẹ thì bà cũng đâu có biết sợ gì đâu thành ra là bà cũng không có thèm cúng gì hết trơn đó con ma ngồi lên trước mặt bà mà bà còn bỏ qua nữa mà đó thì uh, sau khi mà đốt bỏ cái ghế bố đó đó thì ở nhà bắt đầu là chị mới mua về mỗi con chó à mỗi con chó thì nhân vật trong đây là con chó ha khi mà đem con chó nó về như vậy đó nha thì một con chó mới mọi người một con chó rất là lạ nhưng mà về nó cứ suốt ngày nó cứ ra ngoài chỗ một cái hiên một cái chỗ một cái ghế bố mà đã từng để đó nha đứng nó sổ hoài à nó sủa hoài, sủa quỷ cứ cho nó ăn, nó uống xong nó chạy rồi nó sủa Là coi như đó một ngày có thể là nó sủa 4, 5 tiếng, 5, 6 tiếng đồng hồ nó sủa hoài, sủa hoài như vậy luôn á Sủa tới nổi nha, bây giờ không lẽ giờ giờ bắt bụng việc kiểu như là đem bỏ nó thì cũng kỳ Sủa tới nổi mà mới vừa mua chưa được từng lễ là đem cho người khác luôn Chứ không có dám để nữa là cái thứ nhất cái thứ hai nữa thì lúc đó là chị bán ngoài chợ nè ở nhà là có mẹ chị và hai vợ chồng của đứa em của chị mà cái nhân vật đó mình quên kể tới ha đó là hai đứa em có hai đứa em nữa thì hai đứa em này mới ngủ ở trong một căn phòng thì á mẹ đang ngủ bên đây thì mẹ mới kiểu như là không biết là nằm chim bao hay sao đó thì mẹ thấy có cái bóng của cái người đàn ông à mới đi vô trong nhà mới đi lòng vòng trong nhà rồi mới đi vô trong phòng của hai vợ chồng đứa em đó thì mẹ còn nói nữa mà nói phòng đó là phòng của hai đứa nhỏ uh, hai vợ chồng đó mày vô chồng làm cái gì mà mẹ kể lại là cái bóng nó còn quay qua nói với mẹ nó ngoài đó tôi lạnh quá à. tôi đi vòng vòng trong đây chút xíu làm gì ghê vậy tôi đâu có làm gì đâu à cái bắt đầu là mẹ mới thức giấc thì khi mẹ thức giấc mẹ đem cái câu chuyện này mẹ kể lại cho chị tuyết nghe đó thì mẹ cũng nói là cái vòng của cái người thanh niên mà nằm trên cái ghế bố đó vẫn chưa có đi bởi vì mẹ thấy những cái vóc dáng này nọ đồ mặc dù là không có nhìn rõ mặt nhưng mà nói là vóc dáng này nọ đồ mẹ khẳng định đó là cái người thanh niên đó à, rồi lúc này bắt đầu là chị cũng nói trời ơi vậy rồi sao trời ơi vậy biết vậy hả mình cúng kiến này nọ mình đem mình ra mình đốt này nọ đồ chứ bây giờ làm gì rồi cứ vòng vòng trong nhà hoài đó thì mẹ nói nó trời ơi đốt cái gì mà đốt mẹ giữ giận lắm nó đốt cái gì mà đốt để nó vô nhà thì nó nói với tao thì nó cũng đi vòng vòng nhà rồi thôi chứ nó đâu có làm cái gì đâu thôi kệ nó thôi kệ nó đó thành ra là mẹ cũng kiểu như là rất là cố chấp mẹ cũng không có chịu cúng kiến cái gì cái này hết trơn á rồi thời gian cũng trôi qua cái lúc này thì bắt đầu là chị mới quen biết chồng chị được vài tháng và sau đó là chị cũng lấy chồng thì khi mà chị lấy chồng rồi chị mới về nhà chồng chị ở à thì khi mà chị về nhà chồng chị ở cái câu chuyện ở đây là mẹ có thấy cái gì nữa hay không nó không có nghe mẹ kể tới giống như là cái câu chuyện về cái ghế bố đó coi như được lãng quên luôn và cũng chưa có hề có cúng kiến gì cả nhưng cho tới khi mà chị có bầu Thì chị có bầu xong rồi chị vẫn ở bên nhà chồng Nhưng mà khi đẻ đó À khi sanh đẻ xong đó thì đương nhiên Là phải, là, là phải về nhà mẹ ruột Để mà mẹ ruột mình chăm sóc nó cũng kỹ lưỡng hơn Thì khi mà về nhà mẹ ruột rồi Thì bắt buộc anh chồng anh cũng sẽ phải về theo à, Thì khi anh chồng anh về đây ảnh mới thấy ảnh cũng nằm kế bên ngủ như vậy Ờ à, là cũng kiểu như là ba mẹ con nằm ngủ chung với nhau như vậy nè đang nằm ngủ nha bắt đầu là chị nghe chị nghe chị chị cũng kiểu như mình mới sinh đẻ xong mình rất là mệt mới được vài ngày thôi thì chị mới nghe trong lỗ tai chị cứ tiếng rên cứ tiếng rên à. thì khi mà chị nghe tiếng rên chị mở mắt ra liền chị quay qua chị thấy ông chồng mình đang rên à ông chồng đang rên mà ông cứ vơ vơ cái tay ông cứ vơ như vậy nè rồi chị mới hết hồn giật mình liền chị mới đập đập ha à, chị đập đập cái dây anh 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 vụ gì với anh 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 vụ gì với anh thì vừa đập một cái là ông chồng bật dậy liền ông bật về một cái ông phóng lại ngay chỗ mà cái công tắc đèn ông bật đèn sáng trưng hết cái nhà luôn à, bắt đầu ông mới kể lại ờ là em anh, anh anh nằm ngủ anh mơ thấy có người đàn ông này nọ đồ mà hỏi ông nữa anh có thấy cái ghế bố của tôi ở đâu không anh có thấy cái ghế bố của tôi ở đâu không tôi lạnh quá à tôi lạnh quá à rồi bắt đầu là đá đá ổng rồi lè đó bóp cổ ổng đuổi ổng đi nữa à, rồi cái lúc này chị mới bực quá mình cũng vừa sanh đẻ xong thì một phụ nữ mà sanh đẻ xong thì thường cũng đổi tánh đổi nết cũng hay bực bội chứ lúc trước thì chị cũng hiền lắm bắt đầu là chị mới làm lớn lên luôn chị kêu mẹ ra nó mẹ ờ mẹ ơi giờ mẹ ra mẹ coi nè bây giờ hả con sanh đẻ vậy nè đó, rồi hả cháu ngoại của mẹ còn nhỏ xíu à rồi hả con rể của mẹ về đây ngủ rồi bị vậy vậy đó lúc trước con nói rồi thôi đi bỏ ra hả có mấy trăm ngàn bạc à cúng kiến cho người ta cho xong đi cái cái bố đem về rồi đem dục rồi giờ hả cái dông của người ta còn ở trong nhà bọn nói mẹ hoài mấy năm nay mẹ không chịu thì khi mà làm dữ như vậy lên đó thì mẹ bà cũng ok bà cũng chấp nhận rồi thôi ừ mai muốn cúng gì cúng tại vì đó giờ tao tao thấy lúc mà tao mơ thấy nó nó nói nó đi vòng vòng nhà nó đâu có làm gì đâu mà tao tao đâu có sợ trời ơi thì, thì mẹ không sợ nhưng mà con cũng sợ rồi cháu ngoại của mẹ nó mới đẻ nó cũng sợ rồi, rồi, rồi con rể của mẹ cũng sợ mẹ nói vậy đâu được mẹ nói gì ích kỷ quá hay nội đâu à rồi làm lớn chuyện lên qua ngày hôm sau mới cúng mà cúng thì giống như là cái thái độ của mẹ thì cũng dững dưng thôi tại vì cũng không có trách được mọi người tại vì mẹ cũng không có sợ mà à, cũng không có tập trung vô nhưng mà chị thì chị rất là tập trung hả à, chồng gì cũng tập trung mới cúng mới nói ừ là thôi ở nhà là à, tôi cũng mới sanh đẻ còn yếu có đứa nhỏ này nọ đồ rồi chồng tôi về đây để mà phụ tôi chăm sóc này nọ đồ thôi đừng có hiện ra hù dọa nữa không mấy bây giờ tôi cúng như vậy á tôi dẫn dắt à tôi dẫn dắt ra ngay chỗ mà kiểu như là một hai năm trước mà đốt ghế bố đó dẫn dắt ra ngoài đó để mà sớm siêu thoát cái nọ đồ mới cúng mới rải ha mới rải từ ngay chỗ mà cái hè đó nha mới rải xuống dưới lầu mới rải ra ngoài chỗ gốc cây rải rồi đó xong rồi đốt một mớ giấy tiền vàng bạc ngoài đó đó thì khi đốt như vậy xong rồi tất cả mọi thứ là êm xuôi hết trơn luôn À, là sẽ bắt đầu là qua hết một tháng nằm ổ rồi bắt đầu là về nhà chồng trong vòng một tháng đó đó là cả anh chồng và cả chị cũng không gặp bất kỳ cái vấn đề gì nữa luôn. À rồi đó là cái câu cái đó là cái câu chuyện thứ hai của này chị này gửi về ha mọi người ha là thì trước khi qua cái câu chuyện thứ ba đó mọi người xin phép cho mình quảng cáo ha thì mấy ngày nay lâu quá cũng mấy bữa rồi mình không có quảng cáo là khô bò bởi vì cái lý do thì mình cũng không có còn quá nhiều hàng à mình cũng có hai ba ngày nay mình cũng hết hàng ha mọi người xin lỗi những cái khá, những cái khán giả mình giao trễ nha thì hôm nay mình mới vừa về hàng thành ra là mình mới quảng cáo nha thì đây là khô bò những người nào không biết đây là khô bò nhưng mà nó là dạng viên rất là ngon và rất là độc lạ luôn nha nó giống như là lúc lắc gì đó nhìn nó như vậy thôi nhưng mà nó rất là mềm và ăn nó rất là ngon đảm bảo với mọi người là ngon hơn cái dạng miếng luôn nha mọi người nha và cái thứ hai nữa cái hũ này tuy là nhìn nó nhỏ như vậy nhưng mà nó được nén nó được nén rất là nhiều trong đây đảm bảo với mọi người luôn đổ ra đổ ra đổ cái hũ này ra nhà bốn năm người ăn không hết luôn và nó nặng là 300 gram và mình bán với cái giá là 170 ngàn hơn ha mọi người ha. Và mình cũng có giao hàng toàn quốc luôn. À, thì nếu mọi người mua về ăn nếu mà cảm thấy dở bị cứng hay sau đó không có đúng như cái lời quảng cáo của mình đó thì mình sẽ trả tiền lại cho mọi người luôn đó là cái lời hứa mình ha ở đây là mình làm cái kênh mình kiểu như là mình phục vụ cho tới hơn 100 trăm người lận chứ không phải là bán mà bán một lần rồi chạy đi đó rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều bây giờ nếu muốn mua hàng thì mọi người có thể là à, truy cập vào cái trang web ăn vặt vũ mập chấm cơm mình để ở đây nè vào đó để đặt hàng còn không là liên lạc qua zalo cũng được qua facebook cũng được và mình có giao hàng toàn quốc luôn mọi người chỉ cần đặt hàng thôi là ba bốn ngày sau là giao tận nhà mọi người luôn không có cần phải khó khăn ha mọi người ha rồi bây giờ là mình sẽ tiếp tục vào chuyện ha cái câu chuyện số 3 này thì uh, nhân nhân cái, cái 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 vụ mà ghế bố như vậy rồi xong hết rồi ha thì bắt đầu thì mẹ con cũng về thì cự cự lộn thôi cũng về thì khi về như vậy rồi đó thì mẹ mới kể lại mẹ mới kể lại là cái vụ đó cũng nó cũng giống giống như cái ghế bố luôn nhưng mà nói về kiểu như là một cái ghế gỗ mà ghế bành á giống như trong một cái bộ cái bộ bàn ghế tiếp khách bằng cái ghế gỗ thôi mọi người ha thì bà nói cái câu chuyện lúc còn nhỏ lúc mà mẹ còn ở chung với lại với lại bà ngoại nữa lúc đó thì chị còn chưa sinh ra đời thì cái lần hôm đó, đó là có một cái người cậu trong gia đình cái người cậu đó mới khệ nệ mới ginh về một cái ghế gỗ mà nhìn nó rất là 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 chắc chắn và nó còn thấy có chạm rồng phụng mày nọ đồ nhìn nó nó rất là là oai vệ luôn mà chỉ có đúng một cái đó thôi nè tại vì thường cái ghế đó sẽ đi chung với một cái bộ đó nhưng mà không hiểu sao cái người cậu này chỉ ginh về cái ghế thôi nó rất là nặng gỗ ngày xưa thì mọi người biết rồi mới đem về mới tặng cho bà ngoại thì bà ngoại mới để ở trong nhà ừ, là để ngồi luôn thì mới vừa đem về buổi sáng thôi buổi tối đó là mẹ đã thấy rồi và mẹ là gây từ nhỏ nha là mẹ đã không có biết sợ ma sợ quỷ là gì nha Đó. À, thì tối đó thì mẹ đi tiểu à, mẹ mới tỉnh dậy lúc đó thì mẹ mới có mười mấy tuổi thôi thì mẹ mới dậy mẹ đi tiểu mẹ mới đi ra ngoài thì mẹ thấy là rõ ràng nha có một cái người đàn ông mà nhìn cũng khá là lớn tuổi rồi Cũng khoảng cỡ 40 mấy 50, 50 tuổi rồi mà cái tướng thì cũng à, Không biết sao là cũng khá là lụm khụm Giống như là mặc dù cái tuổi 4-50 tuổi thì cũng không phải là quá già đâu Nhưng mà cái người này theo như mà Mẹ nói thì nhìn có vẻ là bệnh hoạn hay sao đó Đâm ra là nhìn hơi lụ khụ chút xíu Mới ngồi ở trên cái ghế bố đó Mà ngồi thì bành hai cái chân là nhìn ga dáng rất là ga dáng ông chủ luôn Mà nhìn vô mặt của mẹ mà cười nữa đó nhưng mẹ thì mẹ đâu có sợ mẹ nhìn như vậy rồi thì mới đầu thì nhìn thì cũng giật mình cái đó, đó nhưng mà cũng lơ lơ luôn là cũng đó thì chuyện ai nấy làm thì ông ngồi đó ông nhìn tôi ông cười kệ ông còn tôi thì tôi đi giải quyết cái nỗi buồn của tôi là chuyện của tôi cũng đi vô đó đi toilet xong giật nước xong đi ra đó thì không không còn thấy ông đó ông ngồi trên đó nữa thì sáng hôm sau thì mẹ bắt đầu là mẹ mới nói lại với bà ngoại thì vừa nói lại với bà ngoại thôi đó là gọi là một máu với nhau mà mà từ bà ngoại truyền qua cho mẹ là không có bà nào sợ ma hết trơn mà không biết sao mà truyền tới chị tuyết thì chị tuyết rất là sợ ma không hiểu ha thì vừa nói với bà ngoại là bắt đầu là bà ngoại đi kêu liền đi kiếm ông cậu về liền thời đó thì chưa có điện thoại mới đi kiếm ông cậu về mới hỏi nói, cái ghế này mày, mày mày đem từ đâu về mà tối hôm qua làm uh, con con ấy nó gặp ma đó là kiểu như vậy mình không có biết tên của mẹ ha lúc đó thì ông cậu ông cũng lý nhí trả lời nói và con đâu có biết đâu cái cái ghế này là ừ, mà ông trả lời tính bơ mọi người con đâu có biết đâu tại vì cái, cái ghế này là của ba của ông chủ của con đó ba ông chủ của con thì mới đâu hai ba bữa trước này thì ông bệnh ông chết thì ông chết xong cái cái gì đốt cũng được hết xong mà có cái ghế này đốt hoài đốt không được cái, cái gỗ chắc quá hàng sau đó cái con thấy tiếc quá trời luôn thành ra là con mới xin rồi con đem về để mà để trong nhà mình ngồi chứ đâu có gì đâu kể tỉnh bơ luôn à, trời ơi rồi xong rồi sao mọi người chửi thì thôi nhé luôn là bắt đầu là khệ nệ kêu ổng ginh cái ghế đinh đi ra hả? ginh đi ra ngoài dục ngoài đường vậy đó à, cứ dục đại ngoài đường ai lấy lấy ai lấy người đó chịu chứ giờ đốt cũng không đốt được tại vì cái ghế nó rất là bự mà nó rất là chắc nữa à, rồi cứ để để quăng đại quăng thí gì đó ai muốn lấy thì lấy à, mà một cái ghế xịn như vậy mà đồ gỗ như vậy nữa thì đương nhiên vừa quăng ra thôi hai ba tiếng đồng hồ sau quay lại thấy mất tiêu rồi còn cái người lấy mà có bị chọc cái gì đó hay không á, thì không có biết à, thì đó chỉ là mỗi câu chuyện ngắn thôi Nhưng cái dịp cái vụ ghế bố là mẹ mới kể là mỗi câu chuyện nhỏ như vậy thôi đó đâm ra thì đó là một cái dẫn chứng là ngay từ nhỏ luôn mẹ đã không có sợ ma rồi thành ra cho tới lớn cái vụ mà con ma ghế bố đó mẹ cũng không có lấy làm sợ làm gì hết trơn nào mọi người ha rồi đó là cái câu chuyện ngắn thứ ba bây giờ là mình sẽ qua cái câu chuyện qua cái câu chuyện ngắn thứ tư cái câu chuyện thứ tư này thì chỉ nói là chị bị bị ma chọc thôi chứ cũng không có có thấy quá nhiều ha mọi người ha à, thì hai năm trước á thì gia đình của chị bắt đầu mới tổ chức đi đi châu đốc nhưng mà trước khi đi châu đốc là mới đi qua bên chỗ à, bên chỗ hà tiên à qua hà tiên tắm biển này nọ đồ ha là sau đó là sáng hôm sau mới đi châu đốc thì khi mà bắt đầu từ Sài Gòn xuống tới Hà Tiên thì cũng là tới trưa, à, kiểu như là tối hôm trước đi ha, tới trưa tới Thì khi mà tới như vậy rồi mới vô trong một cái khách sạn để mà cả một cái xe 50 chỗ luôn, mới đi vô trong khách sạn để mà thuê Thì lúc đó thì mọi người, cái tâm lý đó mà mình đi xe từ Sài Gòn mà mọi người biết rồi, đường miền Tây thì nó cũng không có được đẹp ha mọi người thấy. Nó xấu rồi, những cái mố cầu nữa, nó làm cho cái con người mình nó rất là mệt mỏi thì khi tới đó rồi chị kể là ờ ừ, cho ai lấy phòng mới lấy đó thì chỉ ngồi trên xe thôi đợi khi nào mà lấy phòng xong hết rồi thì mình đi theo cái người nào mà ở chung phòng với mình á thì mình xách đồ là tay xách nách mang rồi còn con cái này nọ lum hết trơn đó thì mới đi vô đó xong vô bấm thang máy chị cũng không có đi phòng cái là lầu máy luôn không đi cái gì hết trơn á mới đi lên tới phòng cho nó đi sao, sao, đi hoài không tới phòng của mình thì khi mà đi tới phòng của chị của chị rồi đó nha thì chị mới phát hiện đó đó là cái phòng bốn bốn 410 với là 410 Một lầu ở đây á, là nó có tổng cộng là 10 phòng Mà phòng của chị là phòng 410 Nó có nghĩa là nó tuốt 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 ở trong sâu á, Mà nó là mặt trời chiếu không tới luôn á Nó sâu trong hốc như vậy nè Mà chị này là cái người chị cũng biết tâm linh Chị mới đầu là chị mới nhăn cái bà chị chồng của mình Là cái bà đó là cái bà lãnh chìa khóa đó Nói trời ơi chị ơi Sao bộ hết phòng rồi hay gì mà sao chị lấy cái phòng gì mà tuốt cái trong hốc bà to như vậy mấy cái phòng vậy đó là nó lâu ngày mà không có mặt trời chiếu vô đó là nó âm khí đồ dữ dằn lắm em còn có con nhỏ nữa cái bà này mới nói trời ơi trời tao mệt quá biết vậy hồi nãy mày vô mày lấy đi mày lo mày ngồi trên trên xe không mà tao vô tao lấy thì tao lấy đại có phòng nào lấy phòng đó lễ tân nó đưa phòng nào lấy phòng đó thôi ngủ đại đi mới có uh, ngủ trưa xong rồi chiều đi chơi ngủ thêm đêm nữa mai qua châu đốc rồi có cái gì đâu mà phòng ốc vậy đâu sợ chị nói em chị mở cái cửa phòng như là chị cảm nhận được liền đúng một cái căn phòng đó mà quanh năm suốt tháng mà không có ánh mặt trời chiếu vô cửa sổ cũng không có luôn á thì nó rất là lạnh lẽo cái lạnh mà của cái lạnh tâm linh nó khác lắm mọi người là chị đã rợn rợn rồi mà có thêm một cái mà làm chị hết hồn cái nữa là gì chị bước vô trong phòng chị để vali xuống rồi chị mới sực nhớ rồi xong quên mất tiêu gõ cửa à mà cái việc gõ cửa này là mình nói với mọi người ha mình chỉ gõ khi mình chưa bước vô phòng thôi chứ mình lỡ mình bước vô phòng rồi đó là đừng quay ra, quay ra mà gõ cửa thêm chi nữa chứ tại vì nó cũng không có tác dụng đâu theo như mình biết là như vậy đó hình ra bắt đầu chị cũng bất an trong lòng nó chết rồi trời ơi trời nãy lo cử cử với bà chị hai bị bà, bà chị hai mà quên mất cái vụ gõ cửa đó là bắt đầu chị vừa kịp chưa chuẩn bị khấn nữa kiểu như là chưa chuẩn bị khấn sinh nữa thì bắt đầu con ở đây nó la đói rồi chồng mày nọ lu xu hết trơn đó rồi quên mất tiêu luôn rồi cũng nằm nghỉ ngủ trưa cái hên sao có nguyên cái giấc ngủ trưa yên bình không có gì xảy ra hết à cho tới hai ba giờ dậy đi chơi thì do là buổi trưa không gặp cái gì hết chị mới ỷ y chị nói ừ thôi chắc phòng cũng ok chắc cũng không có gì đi chơi cho đã đi chợ đêm ăn hải sản tắm biển này nọ mọi thứ nha cho tới tối mới về ngủ thì buổi tối nó mới có chuyện nó cũng không có quá kinh dị đâu nhưng mà nó làm cho chị nguyên một đêm thức trắng luôn chị nằm chị ngủ à thì lúc này là chồng con được tất cả mọi thứ trong phòng chị cũng có năm người à luôn cái bà chị chồng luôn là năm người ngủ hết trơn luôn rồi chị đang nằm ngủ á. thì chị nghe ở dưới cái gầm giường của mình đó nha nó có cái tiếng gì nè mà chị nói nó giống như là cái ngón tay mà nó búng xuống cái nền mà cái nền cái nền gạch nó cứ nghe bốc 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 mà nó cứ làm hoài vậy đó mọi người cứ tưởng tượng đi nó cứ gì nè mà nó cứ kéo dài 15 20 phút á làm sao mọi người chịu nổi đó mà mà ngộ một cái nha chị ngồi vậy chị khum xuống dưới gầm giường chị kiểm tra đó không có gì chứ mà thậm chí chị nói chị vừa bật ngồi dậy là cái âm thanh nó tắt rồi chị vừa bật ngồi dậy là nó im ru nó không có một chút động tĩnh gì hết trơn á kiểm tra đâu ba bốn lần như vậy chị mới bực quá đi à chị bực quá để bắt đầu là chị mới lấy cái vòng gò của mọi người chị nhét vô lỗ tai kệ mình luôn thì lúc đó không phải là chị nói là chị sợ ma mà chị chỉ tưởng đâu là ai ở ai đó ở dưới cái lầu ba đó là cái phòng 310 đúng không? Ở phòng chỉ là phòng 410 thì ở dưới là phòng 310. Lấy cái gì đó chọt chọt lên trên cái trần nhà thì mới nghe như vậy. Đó, chị cũng kệ luôn, chị lấy cái bông gòn chị nhét lỗ tai. Đúng thiệt. Nhét lỗ tai êm. Nhưng bây giờ nếu êm thì chị ngủ tới sáng sao mà hồi nãy mình nói là chị bị quậy tới sáng mà. Bắt đầu không có ở dưới gầm giường nữa mà ở trên ở trên kiểu như là cái trần nhà đó mà cái trần nhà có người giọng kiếm như là mọi người đứng mọi người lấy cái chân mọi người giậm xuống nha giậm vậy nè mọi người có nghe âm thanh đó không mình làm lại ha thì cái tiếng khình 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 như vậy đó mọi người có nhét cái gì vô cái lỗ tai thậm chí mọi người cắt bỏ cái lỗ tai luôn mọi người vẫn nghe hà tại vì cái sóng âm nó khác nó làm cho cái ngực của mình nó cứ kình 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 mọi người tưởng tượng không nó cứ như kình 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 như vậy nè mà nó cứ làm vậy hoài đó mà bây giờ mình đã nhét rồi lấy gói chùm vô đầu luôn cũng không có gì hết thì chị cũng nghĩ là ừ chắc ở trên lầu năm là có người chạy giỡn rồi giọng chân xuống làm sao nha nửa tiếng đồng hồ sao nó không có kình 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 nữa tưởng đâu nhẹ nhàng không có nó kéo bàn kéo ghế mọi người cứ cà có cà két cà có cà két cà có cà két đó là có bao nhiêu đó mình không cần kể nhiều là chỉ nói là có nhiêu đó thôi đó cứ nửa tiếng nó kình kình cứ nửa tiếng nó có két là mà còn nghe tiếng chạy giỡn tùm lum tùm la ở hết đó. cho tới 5 giờ sáng con mắt chị như con gấu chốt luôn cứ mở thao tháo thao tháo ra ngủ đâu có được rồi sáng hôm sau bắt đầu chỉ nói chỉ nhăn nhó mà chị cũng xin lỗi mình giận cá chém thớt đó thì mấy cái những cái người mẹ mà thường giận cá chém thớt cái đem cái đâm ra cái bắt đầu là chửi chồng chửi con nhăn nhó là tối tụi bay lẹ lẹ đi tối hôm qua nó không ngủ ghê gì được hết nó là kiểu kiểu như vậy đó rồi mới đi xuống dưới đó lúc này vẫn có chưa nghĩ là ma gì hết trơn đó gặp ai cái mặt của một đống hết trơn á nghĩ hả trời ơi không biết tối qua ai mà ở cái phòng mà ba ba lẻ mười với hả năm lẻ mười nè hả hai cái những cái người ở trong cái phòng đó tôi mà biết người nào á tôi chửi cho mà coi cái gì đâu mà hết ba ba lẻ mười chọt lên rồi hết là năm lẻ mười chọt xuống không có ngủ nghe gì được hết là chỉ tính là chị đi lên xe rồi đó chị mới nổi cơn tâm bành chị hỏi cho ra lẽ nhưng chưa kịp lên xe đâu mọi người chị tới ngay chỗ phòng lễ tân đó bắt đầu chị mới sực nhớ nó rồi xong tới đây mình hỏi nè bây giờ phòng ba mười xin cái chứng minh ở đó phòng năm mười tại vì vô khách sạn có chứng minh năm mười lấy cái chứng minh là biết người nào liền lên là mình chửi một phát liền luôn ngay dính chốc hỏi mất công chửi vòng vòng cho nó mệt tới đó mới hỏi ủa bé bé cho chị hỏi cái phòng mà ba lẻ mười đó em là cái phòng đó là của khách nào ở vậy em à, có chung đoàn với chị không Thiện bé này cái đầu tiên nó trả lời là chị giật mình rồi nè dạ chị hôm qua xe chị vô thì một xe 50 chỗ vậy là em lấy hết 10 cái phòng ở trên tầng 4 đó chị là là nguyên gia đình nguyên xe của chị là ở trên tầng 4 không mà gia đình của chị không ở tầng 3 với lại hôm qua tầng 3 tầng 3 là cái phòng đó là phòng à, phòng một giường phòng một giường mà hai người thành ra là hình như em nhớ là ngày hôm qua là không có ai ở tầng 3 hết chị ơi có khách sạn hôm qua là full hết lầu 1 rồi ở tầng 2 có vài người rồi full hết lầu 4 của gia đình chị thôi à chứ ở tầng 3 hình như không có ai hết trên đó nổi da gà nha lúc này là lúc mà trả phòng là cũng bảy tám giờ sáng nha nổi da gà cục cục rồi nha thôi bây giờ mình hỏi tại vì cái cái ở lầu 3 nó chọt lên nó chọt có chút xíu à bây giờ quan trọng là cái năm lẻ mười nè À, mấy hôm bây giờ chị uh, xin phép em uh, bây giờ chị nói luôn nha ở tối hôm qua đó cái phòng ai mà ở trên cái phòng mà năm lẻ mười đó cứ giọng cái chân xuống ở dưới cái nền nhà kính kinh 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 hoài không có ngủ nghe gì được hết trơn đó chị biết là là phòng đó không phải là khách trong đoàn của chị nhưng mà chị bây giờ em cho chị cái chứng minh còn không là em gọi lên trên đó cho người ta đi để mà chị nói chuyện với người ta chị phải làm cho ra lẽ chứ là mất cái giấc ngủ của chị trong khi chị đi chơi đi chùa này nọ đồn hết bé nhân viên kia nói dạ dạ chị ơi khách sạn em có bốn lầu à chị đâu có lầu năm đâu ở trên cái lầu bốn là 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 cái cái mái nhà mà chị chứ chứ đâu có cái gì ở trên đó mà cái mái nhà thì làm gì có ai đứng ở trên chị ơi trời ơi, chị đừng nói em sợ ơi chị em mới vô làm á chị ơi cái bé nhân viên nó sợ một là cái chị tuyết này chị sợ tới 10 lần mọi người trong khi nguyên một đêm đó chị cứ tưởng là ừ là ai phá chị là người phá chị chị chửi trời ơi chị nói là chị chửi thề chị chửi trên đầu cha người ta chị chửi xuống trong lòng không đó mà tới bây giờ chị mới biết đó là ma chọc từ tầng 3 tới tầng 5 luôn toàn là ma không luôn mà chị nói nếu đó là ma nha chị nói trời ơi trời chắc cả chục con ma có nó nhất là ở trên cái 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 mái nhà đó Dậm chân kình kình rồi kéo bàn kéo ghế đi qua đi lại mà làm giống như là cả một cái đại gia đình Mà nhét vô trong cái phòng 5010 trong tưởng tượng của chị ấy. Thật ra đâu có phòng 5010 nào đâu mọi người Chỉ là cái mái nhà thôi Không nói một tiếng nào nữa hết trơn Sách vali lên trên xe là nằm luôn Nằm im ru luôn kiểu như là vừa sợ hãi mà nó, nó đủ thứ cảm giác hết trơn đó Rồi lên trên đó nhắm mắt ngủ tại vì tối qua ngủ đâu có được đó cho tới khi mà qua bên châu đốc rồi đó nha thì lần này mới nhớ nè đó à, vô phải gõ cửa đàng hoàng hẳn thôi nọ đồ mới vô ngủ rồi nọ đồ đó thì hơn sao nguyên một đêm bên châu đốc thì không có gặp bất kỳ cái vấn đề gì xảy ra nữa đó rồi đó là mỗi câu chuyện ngắn thứ tư thôi chị nói là mặc dù nha mặc dù á là không có gặp cái hình ảnh mà ma cỏ găng nanh găng gút gì cả nhưng mình kể như vậy thì mình nghĩ mọi người mọi người phải đặt cái tình trạng của mọi người vô trong chị chị này đó nguyên một đêm mình chửi trời ơi mình chửi âm sầm mình tưởng là người phá cuối cùng bắt đầu là dở ra một cái là không có lầu năm mà lầu ba không có người mới biết đó là ma thì cái cảm giác nó mới ghê cái cảm giác mà một người hung dữ mà như chị nữa nha chuẩn bị sọn cái mỏ để mà chửi người ta mà phải im ru và rù luôn để mà đi qua bên tới cho đốc thì mọi người biết nó kinh dị cỡ nào rồi đó à, rồi đó là cái câu chuyện ngắn thứ tư mọi người ha khá là ghê thành ra đây cũng là một cái kinh nghiệm nha nhớ mọi người nhớ làm cái gì bận rộn gì đó thì ai tin cũng được không tin thì cũng mình cũng không có trách ha nhưng mà nên gõ cửa à nên gõ cửa phòng còn nếu như trường hợp mà quên trường hợp nhiều khi là vội vã cũng có nhiều người có con cái vội vã và vội vã quá không gõ cửa được đó thì mình đứng ở trong đó mình mình đứng mình khấn à Mình đứng mình khấn nói ừ thôi tôi lỡ vô tôi chưa có gõ cửa này nọ rồi đó Mình cứ nói như bình thường giống như là mình mình nói chuyện với nhau thôi à, Tôi quên gõ cửa tôi xin phép Thôi không có ai phút mặt phút mài trong đây đó Thì cho tôi xin ngủ nhờ một đêm hai đêm gì đó à, Để mà tôi chỉ ghé tạm trú tôi chơi bời thôi chứ không có làm phiền gì cả Rồi như vậy ha mọi người hai cho nó chắc ăn nha mọi người ha Rồi đó là cái câu chuyện thứ tư Bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện ngắn thứ năm ha Chị này gửi về những cái câu chuyện ngắn thôi cái câu chuyện này lui về cái thời điểm đó, lúc đó là chị cũng không có có ở trên cái chỗ mà cái uh, chung cư nữa lúc này chị ở chung với chồng chị rồi ha, cũng có con này nọ rồi ha mọi người ha sau cái vụ cái bố nha thì lúc này đó là nhà chồng chị bắt đầu là mới uh, vẫn là căn nhà đó nhưng bây giờ là phải đập hết tại vì nhà chồng chị cũng lâu năm rồi cũng thuộc dạng là nhà lâu năm đó mới đập lại hết luôn chỉ chừa cái móng rồi đó để mà xây dựng lại hết thì khi mà ở khi mà làm như vậy rồi thì bắt đầu là ở nhà mới túa ra à mới túa ra mới mạnh ai nấy đi mướn nhà tại vì ở nhà cũng ở rất là đông đó thì bắt đầu khi mà túa ra như vậy rồi thì trong lúc lu bu rồi nọ thì chị cũng đi thuê thôi tại vì mình nói là nghe nói là ở nhà thì là chỉ xây trong vòng khoảng cỡ bốn năm tháng đó là cũng xong căn nhà còn nếu mà xây sớm một ba tháng là xong rồi thành ra đâu cần phải thuê nhà nguyên căn thôi thuê đại một cái căn nhà trọ nào ở đại thôi thì qua đây như vậy thì chị mới thuê một cái căn nhà trọ Mà cái này nó không thuộc trong cái dạng gọi là dãy nhà trọ cho sinh viên như mọi người hay hay tưởng tượng Mà đó là một cái căn nhà có lầu, hai ba lầu gì đó Và chủ nhà họ mới ngăn những cái phòng ở trong cái 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 nhà đó Để mà cho thuê Nó cũng thuộc dạng là một nhà trọ luôn Thì lúc này khi mà chị dọn vô nhà trọ là xong rồi Thì chị mới nhận ra là chị sẽ thường xuyên ở nhà một mình Bởi vì chồng chị đó thì đi làm khuya Con chị đó thì gửi qua cho bên bà ngoại rồi đó thành ra là chị chỉ ở đây với chồng chị mang tiếng là ở với chồng như vậy đó chứ sáng ngủ dậy gặp nhau ăn sáng hung nhau một cái đi làm mà chị thì đi làm về sớm hơn đâm ra là 4 giờ chiều chị về tới nhà rồi mà cho tới 10 giờ tối 11 giờ tối thì chồng chị mới về là sẽ có rất là nhiều cái thời gian mà chị sẽ ở trong cái căn nhà trọ này trong cái phòng nhà trọ này một mình nghĩ tới đó thôi á, thì chị cũng ớn ớn rồi à, nhưng mà thôi có ba bốn tháng nhiều khi xây xong nhà mới này nọ đồ vô ở không sao thì đúng thiệt nha chị ở trong vòng khoảng cũng một tháng trời đó thì chị cũng không có thấy cái gì à, nhưng mà chị thấy có đúng một cái là có một cái anh chàng thanh niên cũng tầm khoảng cỡ hai mấy ba mấy tuổi cũng ở kế bên phòng của mình luôn mà sau mà cứ lâu lâu cứ đi ngang là cứ thấy mà nó dòm dòm mình hoài mà phụ nữ con gái thì rất là nhạy cảm với những cái ánh mắt của những người khác giới đâm ra chị cũng nghĩ trong lòng nó trời hằng này cái, 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 gu nó mặn dữ vậy trời đó tôi lâu lâu mình dẫn con mình về nó biết mình có chồng có con rồi mà sao mà lâu lâu nó cứ dòm dòm mình hoài hay là nó muốn nó có ý nghĩ xấu tà ý gì với mình vậy ta cái đâm ra trong lòng chị bắt đầu là chị có một cái có một cái ý ý xấu với lại cái người đó à có một cái chị nghĩ ừ là thằng đó là chắc thằng dây sòm gì kiểu kiểu như vậy thì cái hôm đó lúc này chị ở cũng được uh, hơn một tháng rồi cái hôm đó thì chị cũng đi về nhưng mà thường như thường ngày thôi lúc đó là cũng khoảng cỡ 5 giờ mấy 6 giờ thì chị đi lên lầu chị đi vô dãy hành lang thì chị vừa mới vừa trong cái cầu thang mọi người hiểu không người cái cầu thang nè chị quẹo phải là tới cái hành lang là chị bước tầm khoảng cỡ 10 bước chân là mới tới cái phòng của chị cái lầu đó tới ba bốn phòng thì chị vừa lên tới cầu thang chị quẹo phải một cái thôi chị thấy rõ ràng có một cái dáng người thanh niên mới đi vô trong phòng của chị thấy rõ ràng là mở cửa ra rồi chạy vô phòng của chị mà lẹ lắm chỉ tầm khoảng cỡ hai giây thôi chị vừa dòm chị vừa cầm chìa khóa như vậy nè chị thấy thảy thảy chìa khóa vậy nè vừa quay qua thấy rõ ràng người thanh niên nó mới đi vô mới đi vô phòng chị liền luôn mới đóng cửa là một cái rầm nghe rõ ràng đóng cửa một cái rầm luôn à bắt đầu là chị mới đứng lại nha chị nghĩ là rồi xong nè ha hôm nay hơn là mình về trễ Tại vì bình thường mình nói rồi 4 giờ là chị về tới rồi nhưng mà hôm nay chị mắc công chuyện chị về 5 giờ mấy lần. Hơn là mình về trễ. Vậy là cái thằng dây sòm đó, cái thằng dây sòm nó ở kế bên phòng mình. Không biết làm sao nó phá khóa được, nó vô trong phòng mình. Nếu bây giờ mà mình nằm trong phòng là chắc mình bị hả, hãm hiếp này nọ đồ rồi. Đó, bắt đầu là chị mới nhìn xung quanh, chị mới kiếm cái, cái khúc cây á, kiểu như khúc cây gỗ như vậy thôi. Chị mới đi từ từ tới nha. Thì khi mà chị đi từ từ tới như vậy, chị nghe ở trong phòng nha chị nghe tiếng đó lục đồ lục đạc của chị đó nghe tiếng mà lục đồ là son phấn này nọ đồ nghe lẻn kẻ lẻn nhẹn rồi nghe, nghe bụp 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 giống như là lục mền lục gói vậy đó. đó trời 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 gọi, gọi, xong rồi rồi xong mà cái thằng này nó không có muốn nó không có muốn mà mà hãm hiếp mình mà nó muốn cướp cướp cổ nè nó nó muốn giết người cướp cổ hay sao nè ái nó thấy chồng mình này nọ đồ chắc là nghĩ mình giàu rồi nó đang lục đồ nó ăn cắp nè rồi lúc này là chị chợ tính gì đâu có vừa đâu mình đang cầm hung khí trên tay nữa đang cầm cây nữa chị mới để nha chị mới để cái tay vô cái tay cầm nha chị giặt một cái bắt đầu chị mở cái cửa vô chị nói chị la la um sùm hết trơn mày hả mày mày ăn cắp mày hả mày ăn trộm mày hả mày nhìn hả mày địa tao biết mày mấy ngày nay rồi nha mà la trong không khí đó mọi người làm gì có ai trong đó không có một người nào ở trong đó hết trơn á mà đồ đạc ha, bị lục tùm lum hết mà phòng chị cũng không hề có cửa sổ luôn đó là mới xông vô trong cái toilet thì trong toilet cũng không có ai hết vậy cái người đó biến đi đâu trong khi chị đứng ngay trước cửa rồi chỉ có độn thổ hay là làm sao đó hay là đi xuyên tường hay làm sao đó thôi chứ không còn cách nào mà biến mất khỏi căn phòng có được là chị ngã quỵ xuống luôn đó. chị nói khi mà chị nhận ra là mình vừa thấy ma mình thấy rõ ràng một bóng người đi vô đóng cửa một cái rậm đan hoàng luôn mà bây giờ không thấy ai là chị ngã quỵ xuống luôn chị sợ đó đó lúc này chị bắt đầu chị rung không có dám ở trong đó nữa nha mà bây giờ bắt đầu đi xuống nha bắt đầu mới gọi hỏi kiểu như là kiếm một cái người để mà cho mình ở nhờ đó mới gọi nói chồng này nọ rồi đó thì hơn sao có cái người bạn của chị người bạn kiểu như là trong chỗ làm thôi mới nói ông ấy thôi bây giờ có gì đi qua đây đi chứ ở bên đó thì nhà trọ thì không nói nhưng mà ma cỏ thì cũng không có nên rồi kêu chồng mày đừng ngại bên đây tao cũng ở với chồng tao thôi thì cũng có dư phòng thì hai chồng bay qua ở đỡ không có gì hết trơn có ba bốn tháng à đó rồi chị mới mừng mới nói với chồng mình nọ thì anh chồng anh cũng ok tại vì anh chồng anh cũng biết có ma mà đó rồi sau đó mới chuyển đi qua đó ở nhưng mà trước khi mà đi qua đó ở đó thì mới làm rõ cái chuyện mà cái người thanh niên kia hay dòm dòm Chỉ là cái gì đó thì khi mà đang dọn như vậy anh này anh cũng qua anh hỏi nó ủa bộ ơi, chị trả phòng bộ chị thấy cái gì hả chị trả phòng sớm như vậy chị à thì lúc này biết rồi lúc này là biết là mình đã hiểu lầm cái người thanh niên đó rồi thì chị cũng nói nó ờ thì chị cũng bữa chị thấy sao có cái bóng người đi vô phòng chị rồi, rồi lục đồ lục đạt này nọ đó chị mới chuyển đi nó dạ đúng rồi á chị em cũng bị vậy đó chị em mấy tháng trước em ở là em ở phòng của chị đó chứ em đâu có ở phòng này à, phòng này là của cặp vợ chồng kia ở trời ơi, em bị hoài luôn á em bị đè rồi bị mớ bị kéo chân bị giật mền rồi đúng rồi đó đúng rồi, chị chị nói luôn đó em đi về xong em thấy rõ ràng có thằng nó nhảy vô phòng em cũng hết hồn em tưởng ăn trộm không mà phòng em trời ơi em đi học hành làm việc laptop tùm lum, lum hết trơn đó em cũng cũng chạy vô cái bắt đầu em thấy lục tung hết trơn mà không thấy ai hết trơn đó rồi sau đó bắt đầu em sợ đó em bắt đầu em mới kêu em em trả phòng đó thì hơn sao ngay lúc đó cặp vợ chồng kế bên trả phòng em mới qua em lấy cái phòng đó em mở luôn á chị đó thì kể lại như vậy rồi mới biết ha mọi người ha lúc này thì chị mới hối hận đó là bởi vì chị là nghĩ xấu anh chàng này anh chàng này thì anh thấy chị dọn vô thì anh dòm dòm anh dòm dòm thấy là vô phòng đó không biết có bị cái gì hay không mà chị này thì chị lại nghĩ là à, cái người đó có ý đồ xấu với mình đó mọi người ha chị nói là nhắc lại thì nghe nó cũng cũng hơi vui vui mà mình cũng cảm thấy là cũng hơi có lỗi với lại cái anh chàng đó ha mọi người ha đó rồi thì khi mà chị chuyển qua đó rồi một thời gian sau thì cũng xây nhà lên thì chị dọn về nhà ở là hoàn toàn cũng không có chuyện gì nữa luôn thì đó chỉ là một cái mẫu chuyện ngắn như vậy thôi nhưng mà nó cũng khá là kinh dị ha mọi người ha rồi rồi đó là cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay toàn bộ cái câu chuyện của ngày hôm nay luôn ha mọi người ha à, nếu mọi người thấy hay ấy, thì nhớ là chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết tới lúc đó đó người ta có những câu chuyện mà hay đắp người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục có chuyện để mà phục vụ cho mọi người nữa ha rồi cảm ơn mọi người rất, rất là nhiều luôn ha dưới mọc xin chào mọi người